sản phẩm mà ngày mai Rossi Việt Nam muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó chính là một chiếc máy làm nhân bánh hamburger do hãng Pharma đến từ Italia sản xuất với mã số FHA100. Đối với những bạn đầu bếp thì thương hiệu Pharma chắc hẳn không còn quá lạ lẫm đối với các bạn nữa, bởi vì đây là một hãng nổi tiếng trên thế giới về lĩnh vực sản xuất các loại máy thiết bị bếp công nghiệp. Để tạo ra được những chiếc bánh hamburger ngon lạ độc đáo thì không phải ai cũng có thể làm được. Điều đầu tiên đó là công việc làm nhân bánh hamburger. Đây là một công việc tiêu tốn khá là nhiều thời gian và công sức của bạn. Vậy tại sao các bạn không tìm cho mình một người trợ thủ? Với chiếc máy làm nhân bánh hamburger của hãng Pharma sản xuất sẽ giúp các bạn trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn rất là nhiều trong công việc sơ chế. Chúng tôi hy vọng rằng qua clip này sẽ giúp các bạn có thêm một chút kiến thức để có thể lựa chọn ra cho mình một chiếc máy làm nhân bánh đẳng cấp thế giới. Sản phẩm mã số FHA100 với kích thước theo chiều dài rộng cao đó chính là 190x250x320mm, trọng lượng bánh 70-150g, hình bánh 100mm. Các bạn có thể thấy rằng là với một chiếc máy làm nhân bánh hamburger như thế này, sản phẩm được thiết kế theo kiểu dáng rất là hiện đại, sang trọng, tính thẩm mỹ cao, phù hợp với bất kỳ một không gian nào. Sử dụng loại máy làm nhân bánh hamburger giúp người đầu bếp chế biến giảm thiểu tối đa thời gian. Nếu như trước đây thì với kỹ thuật thủ công thì công đoạn làm nhân bánh hamburger có khi phải mất hàng giờ đồng hồ để thực hiện với một số lượng lớn, thì giờ đây thì chỉ trong vài giây là bạn đã hoàn thành được công việc của mình. Máy ít tiêu hao nhiên liệu, có độ bền cao, quả thực là một sự lựa chọn hàng đầu cho những chủ đầu tư, nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, không chỉ bởi sản phẩm có chất lượng hàng đầu thế giới mà còn nằm ở việc sử dụng thao tác rất là đơn giản. Các bạn có nhu cầu tư vấn hoặc là mong muốn sở hữu cho mình một chiếc máy làm nhân bánh hamburger của Pharma sản xuất thì hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới nhé. Và sau đây là phần thông tin cụ thể về hãng Pharma. Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Rossi Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là những hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu của thị trường bếp công nghiệp quốc tế. Và ở chuyên đề này, Rossi Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Pharma, một trong những tập đoàn danh tiếng hàng đầu đến từ Italia. Pharma Industry là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Máy cắt thịt của Pharma Industry được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Pharma được đặt tại Italia, một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới, với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành, chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa Rossi đã được nhận được sự cho phép của Pharma Industry để có thể phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Pharma tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin về Pharma Industry mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý khách hàng. Pharma Industry, chất lượng hàng ngày. Pharma đang là nhà sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp số 1 tại Italia. Sản phẩm của Pharma có mặt và được tin dùng tại nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt tại Việt Nam, một số dòng sản phẩm nổi bật của Pharma đã và đang chiếm được cảm tình từ phía người tiêu dùng Việt Nam nhờ vào việc chất lượng sản phẩm vô cùng tốt. Là nhà phân phối thiết bị bếp công nghiệp số 1 tại Việt Nam, Rossi đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để có thể đem được những sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Italia của Pharma về với Việt Nam tiếp cận với người tiêu dùng. Kinh nghiệm, chất lượng, hiệu suất, độ tin cậy, những điểm mạnh của các sản phẩm Pharma. Pharma là những người bạn đồng hành đối với sự thành công của khách hàng. Kiểu dáng đơn giản, công nghệ và sự cải tiến đi cùng với việc nghiên cứu không ngừng nghỉ của các chuyên gia hàng đầu trên thế giới có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu của các khu dịch vụ ăn uống. Pharma cung cấp hàng loạt các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của những người dùng khó tính nhất với hệ thống máy móc hoạt động một cách chuyên nghiệp, luôn dẫn đầu thị trường về hiệu suất hoạt động cũng như bảo vệ môi trường. Pharma đặc biệt chú trọng đến thiết kế để làm nổi bật nên sự phát triển công nghệ sản phẩm mà không hề ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Hiện nay, Rossi đang là đại diện thương mại chuyên nghiệp cho Pharma tại Việt Nam. Chúng tôi đã cùng với Pharma tham gia cung cấp các thiết bị nhà bếp công nghiệp cho rất nhiều dự án hàng đầu tại Việt Nam.
Rossi Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về Pharma. Các bạn có thể thấy rằng để cho ra đời những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, hàng đầu thế giới, mang hàm lượng kỹ thuật cao, tập đoàn Pharma đã phải có những nhà máy to lớn hiện đại cùng với dây chuyền sản xuất chất lượng cũng như đội ngũ chuyên gia kỹ thuật lành nghề. Với những kinh nghiệm trong 60 năm hoạt động của Pharma Industry đã được phát triển thông qua một con đường quy hoạch nhằm mục đích sản xuất máy và xây dựng kỹ thuật máy móc với độ chính xác cao, vật liệu sản xuất cũng đạt tiêu chuẩn chất lượng. Pharma Industry ngày nay là một nhà lãnh đạo trong việc sản xuất các thiết bị. Đối với mỗi lĩnh vực, Pharma luôn tạo ra từng loại máy móc công nghệ cao với các phụ kiện được thiết kế đặc biệt cho từng nhu cầu cụ thể. Pharma Industry được xây dựng máy móc tiên tiến theo quy chuẩn nhằm vào các ngành cụ thể như thực phẩm, đồ uống. Trong khu vực này thuộc về các nhà hàng, khách sạn, cộng đồng, căng tin, nhà ăn, nhà hàng, siêu thị. Sức mạnh của Pharma đó chính là luôn sẵn sàng phục vụ cho khách hàng các loại máy đa dạng, tùy thuộc vào cách sử dụng như máy xay thịt, máy bào, máy thái, máy nghiền cà chua, máy cắt với nhiều kích cỡ khác nhau, với những chức năng khác nhau. Những tính năng này cho phép khách hàng chọn từ một đến hàng loạt các sản phẩm khác nhau, tất cả được xây dựng với chất lượng, uy tín cao và phù hợp với mọi hoàn cảnh trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào. Hiện Rossi Việt Nam đang là đại diện thương mại chuyên nghiệp cho Pharma Industry tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang cùng với Pharma tham gia cung cấp máy cắt thịt cho rất nhiều dự án hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi đã nhận được giấy ủy quyền của Pharma Industry để có thể phát triển sản phẩm tại Việt Nam. Dưới đây là những sản phẩm tiêu biểu của Pharma Industry. Đầu tiên không thể không kể tới đó chính là các dòng máy thái rau củ quả. Dòng máy thái rau củ quả được nhập khẩu nguyên chiếc từ Italia, được sản xuất bởi hãng Pharma, có vỏ ngoài được làm bằng inox 304, khung máy vững chắc được đúc liền khối chống dỉ, ổ đĩa dao cắt đơn giản, dễ tháo lắp và thay thế vệ sinh. Tất cả các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm đều được làm bằng thép không dỉ hoặc nhựa thực phẩm cao cấp. Hệ thống điều khiển thông minh, bàn phím kỹ thuật số với đèn LED báo hiệu, động cơ mạnh mẽ, hoạt động bền bỉ. Dòng sản phẩm thứ hai mà chúng ta không thể không nhắc tới của Pharma đó chính là dòng máy thái thịt tự động. Thiết bị máy thái thịt tự động của Pharma được sản xuất nguyên chiếc từ Italia, có vỏ ngoài được làm bằng hợp kim nhôm nguyên khối. Thiết bị được sử dụng chuyên nghiệp cho các quán bar, nhà hàng, các cửa hàng. Lưỡi dao được làm bằng hợp kim đặc biệt, độ sắc bén cực cao. Chúng ta có thể điều chỉnh độ dày lưỡi cắt và được sản xuất tại Italia. Dòng sản phẩm thứ ba của Pharma đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam đó chính là máy xay thịt. Chiếc máy xay thịt của Pharma có cấu trúc hợp kim nhôm nguyên khối, chịu được áp lực và đập, độ bền cao. Lưỡi dao được làm bằng hợp kim siêu đặc biệt từ thép siêu cứng. Đầu ra đa dạng, motor mạnh mẽ. Động cơ mạnh mẽ 1PH giúp cho việc xay cắt trở nên vô cùng đơn giản và được sản xuất nguyên chiếc tại Italia. Nếu công ty bạn là một khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng hay bệnh viện, trường học hoặc trung tâm hành chính, các bạn hãy lựa chọn Pharma Industry cho công việc của mình như một quyết định khôn ngoan nhất, với chất lượng đẳng cấp cao đến từ châu Âu, hàng hóa xuất xứ nhập khẩu nguyên chiếc từ Italia. Rossi khẳng định sẽ đem lại cho đến các quý khách hàng sự lựa chọn cao cấp hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị bếp công nghiệp. Hãy nhấc máy và gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và nhận được các thông tin của hãng Pharma Industry. Rossi Việt Nam, nhà phân phối máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp số 1 Việt Nam. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó chính là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị, giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm dịch vụ của Rossi Việt Nam nói chung, cũng như các sản phẩm và dịch vụ của Pharma nói riêng. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây. Website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam, hoặc các bạn cũng có thể click trực tiếp vào channel của chúng tôi trên YouTube. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ của hãng Pharma Industry, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo
Showroom miền Bắc 0912-863-364, Showroom miền Nam 0868-998-663, Tổng kho bán buôn 024-8586-7812, Hợp tác kinh doanh 0989-999-884, Email info@rossi.vn. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về Pharma, một trong những tập đoàn hàng đầu tại Italia trong lĩnh vực sản xuất máy chế biến thực phẩm công nghiệp. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề sắp tới. Rồi là video về sản phẩm thiết bị công nghiệp, nhà bếp rất hiệu quả và tiện lợi. Để tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm khác cũng như tình kiện đóng góp, xin mời các bạn hãy comment phía dưới để chúng tôi có thể liên lạc với các bạn nhé. Để sở hữu sản phẩm tiện lợi này, bạn có thể liên lạc với Rossi Việt Nam qua hotline 0912-863-364 hoặc truy cập website rossi.vietnam để được tư vấn cụ thể hơn nhé. Đặc biệt là hãy theo dõi và đừng quên like để chúng tôi có thể thêm được lực phát triển kênh ngày càng thú vị hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới. Các bạn làm việc hiệu quả. Xin chào.